Một cái sự thật sẽ được phơi bày ở ngay trong cái video này và cực kỳ đáng sợ. Vào buổi tối, nếu như chúng ta mới đi tiểu từ 4 đến 5 lần trở lên trong một đêm thì biểu hiện của chức năng thận của chúng ta đang bị suy yếu, kém cực kỳ nghiêm trọng. Cái thứ hai, cái thắt lưng của mình nhá. Đau, mỏi, buốt, nhức thì đây là cái biểu hiện yếu. Thứ ba, ở bên trên đầu nhá. Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tiền đình, mất ngủ và đặc biệt là bị ù tai. Đó là do cái thận của mình đang bị suy yếu. Bởi vì thận bên dưới này, nhưng nó lại là mẹ của thằng thần kinh ở bên trên. Thận nó là mẹ của máu huyết. Mà khi chức năng thận kém, nó dẫn truyền máu huyết, dẫn truyền thần kinh lên não kém, dẫn đến việc mình bị ức chế dây thần kinh, bị tắc nghẽn, bị khó ngủ, bị mất ngủ. Người mình lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải rất là nhiều. Mình như kiểu người già vớ ấy, ngày hôm nay rất là khỏe ạ, nhưng ngày hôm qua mệt, ngày hôm nay mệt, nhưng ngày mai lại khỏe bình thường, giống như người giả vờ. Ngày hôm nay mệt đi kiểm tra bác sĩ thì lại không có gì cả. Tại sao lại mệt, tại sao tôi lại mệt mỏi, tại sao tôi lại uể oải mà kiểm tra lại không ra cái gì? Còn các anh các chú nhá, lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, nhìn thấy vợ của mình không dám lại gần ấy, thì đây là biểu hiện của chức năng thận nó đang bị suy yếu, đang bị suy kém. Những ai mà có những cái dấu hiệu trên nhá, thì khi mà thận đã yếu đã kém rồi, mình chả có giải pháp nào khác, mình cần phải khôi phục. Thải độc cho thận, đào thải độc tố cho thận, khôi phục lại chức năng thận, nuôi cho thận khỏe hàng ngày, thì cái chức năng thận của mình này, chức năng sinh lý của đàn ông này, nó sẽ khôi phục lại. Thì cái tình trạng về tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu buốt, đau mỏi thắt lưng, người mệt mỏi không rõ nguyên nhân, thì nó mới dần dần cải thiện, thì nó mới trở về tuổi 20, 25, gia đình mình nhá.